Hello, hôm nay là ngày 10 tháng 2 rồi, là 1 phần 3 tháng rồi. Nó quay lại cái xưởng này để làm kỷ niệm. Chiếc xe tải này đã già rồi. Đã già rồi. Chuẩn bị chia tay với chiếc xe tải này. Chuẩn bị chia tay với chiếc xe tải này. Nó sẽ đi với nó sẽ là của người khác với giá rất rẻ, 60 triệu thôi. Còn cái xưởng, xưởng bây giờ rất là trống trải, không có ai làm, không làm nữa. Trống không. Dàn máy này như sắt vụn thôi vậy. Dàn máy này rất là rẻ. Và 80 triệu sẽ có được một cái xưởng như thế này, đầy đủ máy móc để làm bao bì. Lưu lại để làm kỷ niệm. Đây là những cái giấy sẽ giao hết trong tháng này, coi như là sẽ dứt điểm trong tháng này.